Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị xây dựng dự án luật chuyển đổi giới tính do đại biểu Nguyễn Anh Chí đề xuất. Đây là lần thứ hai sáng kiến lập pháp này được trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nếu như tại lần trình đầu tiên dự án luật có tên gọi là luật bản dạng giới, thì tại lần trình lần này đã được đổi tên thành luật chuyển đổi giới tính. Theo đại biểu Nguyễn Anh Chí, việc điều chỉnh tên gọi của luật nhằm phản ánh chính xác phạm vi bản chất đối tượng điều chỉnh. Việc đổi tên đã thu hẹp phạm vi điều chỉnh đối tượng điều chỉnh của dự án luật. Trên cơ sở đó, đại biểu Quốc hội đã chỉnh lý lại toàn bộ hồ sơ đề nghị xây dựng luật, trong đó kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu xây dựng dự án luật chuyển đổi giới tính do Bộ Y tế tiến hành trước đó. Chỉ tập trung vào người đã can thiệp y học thành hai dạng giới là nam và nữ. Vì nếu xét theo cái khái niệm bản dạng giới thì quá rộng, còn nhiều vấn đề chưa chín, còn tranh cãi, nên khó đạt được sự đồng thuận trong xã hội ở thời điểm này. Và chưa phù hợp với đặc điểm văn hóa, xã hội, phong tục, tập quán của Việt Nam, cũng như hệ thống pháp luật hiện hành. Trong đó có điều 37 của Bộ Luật Nhân sự về chuyển đổi giới tính. Tên gọi thay đổi, phạm vi và đối tượng thu hẹp, bốn chính sách lớn cũng được điều chỉnh bổ sung. Do đó, các ý kiến đề nghị cần nghiên cứu tham vấn ý kiến của các chuyên gia y tế, chuyên gia pháp luật, đánh giá tác động kỹ lưỡng một số nội dung chính sách. Trong cái đề xuất xây dựng luật bản giới, đại biểu có nêu khái niệm về bản giới, nhưng trong đề xuất xây dựng luật chuyển đổi giới tính thì không thấy khái niệm nội hàm chuyển đổi giới. Mà theo tôi là phải lấy lại ý kiến các cơ quan để rõ cái khái niệm, cái nội hàm, cái nội dung này. Một là quy định cụ thể hơn về mức độ can thiệp y học và điều kiện để được can thiệp y học. Hai là làm rõ sự cần thiết quy định tuổi được thực hiện can thiệp y học. Ba là rà soát hệ thống pháp luật, dự kiến các văn bản, nội dung cần sửa đổi bổ sung để triển khai khi thành luật, đặc biệt là các nội dung có tính chất đặc thù để áp dụng đối với người chuyển đổi giới tính. Tôi đề nghị đại biểu Quốc hội thể hiện rõ hơn chính sách về mức độ can thiệp y học để chuyển đổi giới tính. Chúng ta chấp nhận một trong các cái biện pháp sử dụng như là phẫu thuật ngực hay là sử dụng hormone hoặc là phẫu thuật bộ phận sinh dục hay là yêu cầu can thiệp toàn bộ kể cả chia sản. Vì là phải cân nhắc kỹ vì vấn đề này nó ảnh hưởng đến cái việc xác định quyền và nghĩa vụ của cá nhân sau khi chuyển đổi giới tính. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết trong dự án luật vẫn còn những nội dung có ý kiến khác nhau. Nếu được Quốc hội đồng thuận đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh, thì cần nhiều phân tích, thảo luận để đảm bảo nội dung quy định được hợp lý, khả thi. Thông qua hình thức biểu quyết bằng phiếu bầu, đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thuận trình Quốc hội xem xét quyết định việc đưa dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024.